Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với shopmonsu.com. Đây là địa chỉ giao bán app game ở trên kênh của mình. Thì ở trên website của mình, anh em có thể tìm mua những cái tựa game mà anh em mong muốn. OMG 3Q, đấy, rất nhiều tựa game ở đây. Đa phần sẽ là OMG 3Q là khá nhiều. Tại đây thì các bạn có thể lọc game để tìm những cái app OMG 3Q mà các bạn mong muốn. Bấm vào đây sẽ có thông tin đầy đủ của chủ app để anh em có thể liên hệ và hỏi mua, giá cả đầy đủ, hình ảnh của app. Ngoài ra, nếu như anh em muốn giao bán app lên shop app của mình thì có thể liên hệ với mình bằng đường dẫn Facebook ở dưới phần mô tả video. Tất nhiên là mất phí rồi. Đó. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Mosu đây. Như vậy là đã xong trận bán kết. Đấy, xong trận bán kết và chúng ta chỉ cần đợi đến trận chung kết thì anh em có thể xem thời gian là còn một ngày 3 tiếng nữa thì trận chung kết nó mới có thể diễn ra. Hay chúng ta cần phải đợi thêm một thời gian nữa để xem trận chung kết. Ngày hôm nay mình đã đưa đến cho anh em cái chuỗi trận bán kết của những cái ác có lẽ là đây là bốn cái ác có lực chiến mạnh nhất, cao nhất của OMG 3Q toàn thế giới luôn. Chúng ta có lẽ là mọi người cũng không còn kiểu 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 cũng đã không còn quá bất ngờ khi mà những người vào chung kết thì mình cũng đã nói là chắc chắn là hai ông này rồi. Đấy, chắc chắn luôn. Và bây giờ chúng ta xem một số trận PK của hai thanh niên này. Rất tiếc là hai team thục đều đã bị loại. Và chúng ta chỉ đợi trận chung kết giữa team Ngô và team Ngụy thôi. Không biết lão này lão có dở hơi lão bị đổi team khác không thôi. Nào. Anh em đều biết rồi, bo 5 và thắng trắng 3 trận. Bên này cũng vậy. Đấy, hai team thục có vẻ là hơi toang nhỉ. Bo 5. Nào, bởi vì thắng trắng người ta xem trận gì cũng được. Xem trận nào cũng được thôi. Uầy, lâu lắm tôi mới thấy được cái hình ảnh của con Khương Duy với cái tông màu này ấy nhá. Lâu lắm ấy, các cụ toàn mặc skin thôi. Ghét thực sự. À, quả skin main kia cũng là một trong những skin main khá mới. Anh em có thể nhìn thấy con tướng nữ của bên team thục ấy. Skin vừa mới ra mắt luôn. Rồi, đội hình này thì tranh nhau nhiều. Tranh nhau khá nhiều là lực chiến. Tranh nhau cả 100 triệu liền. Nên là cũng không có gì lạ. Không gì lạ khi mà bạn ấy thua. Đó. Còn cái giải đấu cái lịch sử của cái giải đấu này ấy, thì phần thắng giữa 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 các máy chủ Android và iOS thì nó cũng khá đều, nghĩa là không có ai là thắng full cả. Đấy. Có mùa thì ông Android, có mùa thì bên iOS, nên là phải nói là không có cái gì gọi là một chiều, nên là trận chung kết chắc chắn sẽ rất là thú vị. Tôi chỉ mong ông iOS ông đừng có đổi team rồi. Hứng ông lại đổi team khác thì mệt lắm. Tôi thực sự muốn xem team Ngụy và team Ngô đấu với nhau sẽ như thế nào. Với hai ác lực lực nó gọi là ngang ngửa nhau như thế và gọi là mắc lực ấy. Mắc lực của hiện tại của game. Còn đội hình này thì khó cho bên team thục rất nhiều, lực chiến mãn thấp hơn. Lực chiến thục cao hơn chứ chắc ăn được. Huống gì ở thấp hơn. Thấp hơn lại thấp hơn khá nhiều, 100 triệu là thấp hơn khá nhiều. Lữ Linh khởi hàng đầu là nghe có vẻ mệt rồi. Lữ Linh khởi hàng hàng đầu là nghe có vẻ khá là gãy. Thần thú nó bắt ngay. Không, nhưng may ra Triệu Triệu Vân được đâm. Triệu Vân được đâm nhưng mà cũng không ăn thua lắm. Ồ. Được quả quyến quyến rũ hấp dẫn này. Quả quyến rũ là được này. Nhưng mà cái hàng trước tôi nghĩ là sắp mút chỉ rồi. Đóng băng rất cứng. Nếu như anh em có để ý và một chút thì cái này cũng là do một số anh em comment trên kênh ấy, thì anh em để ý một chút. Cái đóng băng từ thần thú và cái đóng băng từ tướng nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Anh em để ý một chút về cái hiệu ứng nhá. Các bạn sẽ thấy này, đóng băng của thần thú ấy nó chỉ đóng băng nửa người. Đấy. Còn đóng băng của tướng thì đấy, nó sẽ như thế này. Còn tí nữa các bạn sẽ xem đóng băng của thần thú. Đây, đóng băng của thần thú bên team Ngụy này. Đấy, anh em thấy không? Nó chỉ đóng băng có nửa thôi, có một phần dưới chân thôi. Đấy. Và hình như là
vẫn có thể công thường được sao, chỉ khóa nội tại thôi sao ấy. Em có để ý kỹ một vài trận đấu, cái này thì mình cũng chưa kiểm chứng, mình chưa để ý kỹ lắm, nhưng mà hình như có đúng thật. Đóng băng của thần thú thì nó không phải là khóa chặt, đóng băng của tướng là khóa khóa cứng luôn, còn đóng băng thần thú thì không. Đây, đợi con thần thú nó ra nó ôm cái hàng đầu nó biết ngay. Wow, quả chọc của Lữ Linh Khởi vào main thật là ô, kiểu con main rồi như kiểu mũi đốt đốt inox ấy nhỉ. Đây rồi đấy, anh em thấy không, nó chỉ đóng băng, đóng băng phần một phần ở dưới chân thôi, anh em thấy không, chứ nó không 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 đóng băng người đấy. Nếu chúng ta có thể nhận dạng được một chút, nhận dạng được một chút, và có thể Lữ Linh Khởi vẫn có thể công thường được cái sao ấy, hay là có thể công nộ được luôn nếu như nộ đầy, hình như là vậy, nhưng mà sẽ bị khóa nội tại hay sao ấy, hay là bị khóa cái gì đó tôi cũng không rõ. Như vậy hình như là cũng không công thường được, không công thường được là cái thứ nhất. Bây giờ là mình thấy Lữ Linh Khởi là không có công thường, đúng không? Vậy thì khả năng cao là nó chỉ có thể công nộ, khả năng cao là vậy, nó chỉ có thể công nộ hay sao, nó chỉ có thể công nộ, công nộ nếu như đủ nộ nó vẫn công được, nhưng mà thường như kiểu giống gần giống như kiểu bị tê liệt nhỉ? Nhưng mà thấy nó còn bị khóa cả nội tại cơ, tê liệt thì như là không khóa nội tại đúng không? Nộ nộ mà mất nội tại thì cũng toang lắm. Kiểu cái hiệu ứng của thần thần của bọn thần thú này có lẽ là phải phân tích nhiều đấy. Không biết bản Việt Nam ra chưa? Anh em bản Việt Nam ra mấy con thần con huyền vũ chưa? Nếu như ra rồi thì anh em cho xin cái bài sắp cái. Tôi không chơi bản Việt Nam nên thành thử ra không trách được. Mà bản tiếng Trung thì anh em biết rồi. Mình thì là người Việt. Thành thử ra đọc mấy cái đấy đau đầu lắm. Nhiều khi mình không hiểu được hết cái ý từ người ta muốn diễn đạt. Ôi, trời ơi, mày nó bọc giáp cho, ui rồi ôi luôn, không làm gì được, bế tắc cưng nhỉ, đóng băng dính dã man luôn ấy, kiểu định mệnh không thoát được, càng ít mục tiêu thì định mệnh, cái mục tiêu chỉ định đóng băng nó càng chính xác, không chạy được đi đâu, đứng im. Khó chịu nhỉ, kiểu cho phép đam nhá, không không có làm gì hết, cho phép đam không đam được. Con Trương Liêu có bị đóng băng không? À có này, con Trương Liêu có bị đóng đóng băng này. Đấy, Trương Liêu có bị, xem như Trương Liêu đủ nộ đúng không, xem nó có nộ không là biết ngay này. Không nộ luôn. Ớ như vậy là nó cái đóng băng này, hôm bữa có cái ông nào comment nó khóa cái gì nhỉ, tôi lại quên sứ rồi, khóa đóng băng này cũng không được nộ luôn các bạn, hay là hay là không nộ, nói chung là không cho tấn công nhưng mà vẫn cho dùng nội tại thế thì nó lại vô lý quá, thế thì nó lại ngược, không công thì sao kích được nội nội tại thôi nhưng mà rõ ràng là nó có sự khác biệt. Nó có sự khác khác biệt về cái thể hiện hiệu ứng, còn nó khác biệt thế nào về về cái kỹ năng thì tôi cũng không không nắm được thật. Anh em chơi bản Việt Nam, nếu như con Huyền Vũ ra rồi thì có thể cho xin bài sắp chuẩn ở dưới phần bình luận nhé. Cái này thì lại phải nhờ mọi người, các bạn mình không chơi nên làm gì có thần thú đâu trách. Rồi ok, một trận trận này thì nó không được cân bằng lắm, trận này thì nó vẻ là cân bằng hơn này, tranh nhau có khoảng 5 triệu thôi. 5 triệu trên 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 3 tỷ thì nó là con số không hề lớn, nhưng mà cũng là một trong những cái chuỗi thắng rõ ràng là khá là ngặt, thắng thông luôn. Thục vs Ngô, vs Ngô thì rõ ràng là ông Thục này ông thua Ngô suốt mà quen rồi. À trận này sẽ có cái sự thú vị hơn khi chúng ta có một cái bài sắp tướng khác đi, sắp vị trí tướng khác đi.
đúng không? Đấy, bởi vì hôm bữa cũng có một ông comment là nếu như mà Thủy Kính đứng ở một slot khác, đứng ở một slot khác mà không bị Tôn Sách nó bắt cứng như vậy thì có thể là sẽ đưa trận này đến 20 sao để hòa và lấy thắng. Tất nhiên là trận này thì ông Ngô ông có lực chiến cao hơn. Nhưng mà xem là có thể là đúng 20 dao không. Khi mà bây giờ Tôn Sách sẽ bắt vào vị trí của Lữ Đình Khởi. Đấy, ý của anh em comment trên kênh là để cho Thủy Kính được bút. Đấy, để cho Thủy Kính được bút để làm cho trận đấu nó kéo dài. Ui, con main này có vẻ không lực lắm nhở. Ồ, Lữ Khởi nhảy phát mất 1 phần 3 cây rồi. Con main ông Ngô kia sao hôm đấy nó cứng thế chứ. Dày dã man, đánh mãi không không mất máu. Mãi đến khi bị bắt thì mới chết. Đây Thủy Kính vẫn chưa chưa có bị bắt. Rồi, chúng ta có đóng băng này. Ừ đúng rồi, có thể như nếu như này Chu Du có thể bị đóng băng nhưng vẫn kích vào nội tại kiểu kiểu vậy. Thế thì con thần thú này nó đóng đóng băng là cái đóng băng hiệu ứng này nó gồm những cái combo gì ấy nhỉ? Đào. Ông Thục này thì ông ấy không không có thay đổi cái đội hình, không có thay đổi cái vị trí xếp đội hình. Chỉ có là team Ngô chúng ta đã thấy có một cái bài team Ngô khác nên là họ có cách sắp team khác. Đấy. Khương Duy và Văn Nương à? Nào, Chu Du được nộ này. Toàn những đội hình phun tử kim. Rồi. Rồi, chết luôn. Bây giờ đến lượt Khương Duy bị đâm vào. Đấy, Khương Duy chết là cái khu vực của con Nam Hoa lại mở rộng ra. Đấy, nhưng à quên của con Thủy Kính lại mở toang ra. Tuy nhiên chúng ta được mấy dao đầu. Thủy Kính vẫn hỗ trợ được chứ không bị khóa cứng như những cái trận PK trước. Lâu nhỉ, một ngày nữa, nghĩa là phải sang ít nhất là đến ngày kia thì mới được xem trận chung kết. Hồi hộp dã man, hey, một test thế chứ, kiểu mình không có năng lực để sở hữu đủ ác để mà test, nhưng mà thì mình xem mấy ông tốt mà test là chuẩn bài nhất luôn, đúng kiểu các tướng mạnh nhất trong game đều họ đều sở hữu và nâng tầm cái con tướng mà chúng ta muốn xem cái hiệu ứng kỹ năng của nó, cái thực lực của nó khi lên trận. Đấy, xem như thế nó mới đúng bài các bạn. Và chúng ta sẽ nắm được rõ nhất là sức mạnh của nó trong cái meta. Tất nhiên là vấn đề xếp team sẽ là một xếp đội hình sẽ là một cái đặc trưng của OMG bao quy, nhưng mà chúng ta vẫn xem được cái thực lực của nó, kể cả lượng đam hay khả năng khống chế. Còn thắng thua thì tất nhiên là nó vẫn là quan trọng, nhưng mà trong trận đấu thì chúng ta nhìn được và chúng ta có thể biết được xem thực lực của nó đúng là mạnh hay yếu. Chứ chắc chắn là tôi nói thật là team thủ có vấn đề thật. Tiêm thủ của trong beta này có vấn đề thật. Đúng như tôi đánh giá con Triệu Vân là rõ ràng là nó đứng cuối trong cái trong bốn cái con tướng này. Nó không mang lại cái sự gọi là chênh lệch hẳn giúp cho tiêm thủ nó mạnh mạnh hẳn lên. Không có những cái hiệu ứng, những cái chỉ số nó mang lại trong trận đấu ngoài cái việc cường hóa cái phá đàn cho nó dễ kích hoạt hơn thì nó có cái gì đâu. Miễn thương và tăng thương. Anh em có thấy nó có vào không? Chả có thể hiện được một tí nào luôn chứ ở đấy mà vào. Ở một cái tầm
ở một cái tầm khi mà các trận PK rõ ràng thế mạnh là thuộc về những con tướng nào có khả năng khống chế ngon và miễn khống chế tốt thì nó sẽ có lợi. Đấy, và nhà phát hành đang làm tốt những tất cả những thứ đó lên người của Tôn Sách. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta thấy có một chút ở Trương Liêu, khả năng khống chế của nó bổ sung cho team Ngụy nhiều. Đấy, bởi vì chủ lực bây giờ rõ ràng không phải nằm ở những con tướng đó mà nó nằm ở Lữ Linh Khởi. Đấy. Và đối với cả tôi thấy thì kể cả con Lữ Bố cũng nó cũng như vậy. Lữ Bố cũng không có khả năng kháng. Việc khống chế từ choáng của nó cũng là hên xui. Mặc dù là tỷ lệ khống chế của Lữ Bố là cao. Có lẽ là sau cái trận PK này thì chúng ta sau cái mùa giải này thì mong là ông top 1 ông mới có thể tiêu hao một tí KNB đổi nốt sang team quần xem nó thế nào. Ừ, nhưng mà nếu như anh em nào chơi thì đến đến tầm đội hình của các bạn mà cỡ cỡ cao cao ấy thì các ông cũng biết là đổi đổi team một lần thì nó tốn KNB nhiều như thế nào, đặc biệt là với các phẩm càng cao thì đổi nó càng tốn. Chưa kể mấy thanh niên top này còn có kiểu build lại cả kháng khủng các kiểu luôn khi mà chuyển một cái đội hình. Đấy, như kiểu ông ấy chuyển sang một đội hình để chơi để test tạm ấy thì nó sẽ đỡ, còn nếu như chuyển sang để mà chơi lâu 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 ấy là phải đổi cả kháng luôn các bạn, phải đánh lại cả kháng khủng các kiểu, tẩy luyện các kiểu trên tướng nên là nó sẽ rất là mệt. Nhiên là nó đỡ là ở phần là con như kiểu con Lữ Linh Khởi hay con Nam Hoa chúng ta sẽ giữ nguyên được, còn những con tướng khác vẫn phải đổi sẽ rất là mệt. Trận này có khi 20 sao thật đấy chứ. 20 sao thì tôi tìm Ngô thắng nó cũng là điều hợp lý vì ông lực chiến cao hơn. Nhưng mà nó lại đưa về cái bài giống 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 cái bài của ông iOS rồi. Nhưng mà tôn cái vấn đề nằm ở trận này là con Tôn Sách nó nằm hàng trên. Đấy. Tôn Sách nó nằm ở hàng trên, còn trận kia Tôn Sách nó nằm ở hàng dưới. Đấy, Tôn Sách nằm ở hàng trên thì sẽ bị khống, sẽ bị bắt nhiều hơn. Đấy, nhưng mà cái được lợi của ông này là Lữ Linh Khởi lại là chủ lực đúng không? Nó nằm ở hàng sau thì nó ít bị bắt hơn và nó thể hiện được cái lực lượng lực đam nhiều hơn, mà con main này mà ăn đam của Lữ Linh Khởi thì cũng ngoài nhanh lắm. Tôn Sách thì nó sẽ bắt được kiểu khống chế hàng sau, nó sẽ bắt vào vị trí của Thủy Kính, nhưng còn Thủy Kính nó bớt bớt đi tí. Đấy, nó bớt bút đi tí. Này thì đéo mẹ không bốc một cái gì lên luôn ạ. À, sợ thật đấy, bạn cũng đáng sợ lắm cơ. Bút tôi vừa vừa thôi. Ôi, dập bên bên này dập Tôn Sách cũng thế, cũng ra bạo kích, cũng làm vài lần đam. Tôn Sách nó hồi máu nhanh lắm, không không nó không hồi thì có bút hồi, thần thú hồi đủ kiểu hồi đầy ngay mà. Nhưng đây main thì nó đen hơn này. Main khó có cái gì cứu lắm. Hồi một máu thì thôi. Hồi hồi một một máu thì đâu anh lâu cũng chết. Con Phượng Hoàng ảo nhỉ? À quên, con Chu Tước. Mà chẳng nhẽ tôi dịch kỹ năng sai, không thể sai được, cái từ ấy chắc chắn là hồi sinh. Nhưng mà nó hồi sinh như thế nào? Mà tại sao tin này chết rồi mà nó lại không hồi sinh? Đấy, mà rõ ràng là nó không không có tỷ lệ, đúng không? Nó không hề có tỷ lệ, thà như nó có tỷ lệ thì chúng ta coi như trận đấu đen. Đây nó không có tỷ lệ mà thế quái nào nó vẫn không hồi sinh. Nó hồi hồi sinh hai hai con tướng hàng đầu cơ mà, đâu phải hồi sinh một đâu. Vô lý thật đấy. Cũng có thể là như một số anh em đưa ra cái giả thuyết là nó chỉ hồi sinh, nghĩa là trong cái dao đầu tiên nó bút ấy, nghĩa là nó sẽ bút dính cái con tướng đó và con tướng đó chết luôn ở trong cái dao đầu tiên thì nó sẽ hồi sinh, còn nếu như con tướng đó lân la sang đến cái dao tiếp theo ấy, thì nó sẽ không hồi sinh nữa đó. Theo như quan điểm của một số anh em trên kênh khi phân tích về con Chu Tước nó là như vậy
Cái này thì anh em nghe nó hơi vô lý một tí, nhưng mà nó sẽ là cái để chống lại một số những cái con tướng thuộc dạng meta như kiểu là Lữ Bố, One Hit ở cái tầm cấp dưới, hay kể cả Lữ Ninh Khởi ở những cái tầm dưới dưới một chút. Đó. Về lý thuyết thì nó sẽ là như vậy. Đấy là cái lý thuyết anh em đặt ra thôi. Hoặc là con tướng này nó bị, hay là hoặc là con chú tướng nó bị lỗi. Nó bị lỗi. Nhưng mà nếu mà nó bị lỗi mà người bọn bọn top vẫn dùng thì nghe là có vẻ nó hơi sai. Mà tôi cũng không biết. Rõ ràng dịch thì nó sẽ có khả năng hồi sinh hai con tướng hàng trước, ngẫu nhiên một trong ngẫu nhiên hai con tướng hàng trước, và nó không có tỷ lệ hồi sinh đấy. Và khi hồi sinh thì nó sẽ hồi phục cho con tướng đấy 50% HP đấy, nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà như trận này thì anh em thấy nó không có thể hiện ra, nên là cũng không rõ là nó như thế nào, chưa hình dung ra được. Con main mà chết thì cái hàng sau là đi rồi đấy. Con main thì còn chết thôi. À, mà tôn sách thì bị bắt rồi nên cũng chưa biết được. Thắng thì biết là thắng rồi, nhưng mà thắng bằng cách nào thì chưa biết được. Rồi, lần này thì nó bắt được rồi. Nó bắt được rồi. Ô kìa, Bạch à? Bạch không chế à? Ôi, mạnh nổ thế mà không vào tí nào ạ. Cảm giác mấy con tướng này nó làm trận 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 PK nó kiểu mất đi nhiều cảm xúc thế nhỉ. Bút quá đà. Vừa phải thôi thì trận đấu nó còn hay. Rồi. Mên sắp đi rồi đấy. Mên sắp đi rồi đấy. Triệu Vân không có một điểm nhấn luôn. Triệu Vân không có một điểm nhấn trong trận đấu luôn. Nhạt nhòa. Sợ thật. Một con tướng được từng được coi là mẹ tướng quốc dân, tướng ai cũng thích, tướng đáng sợ, thế mà giờ xem trận PK cảm giác nó không có tác dụng ở trong team luôn, hay thật. Rồi chết rồi, bóc tách được cái hàng trước rồi. Ôi chán thế chứ địch mệnh. Đâm lấy đâm để. Đâm không bằng cái lượng HP thì bọn này nó hồi ạ. Sợ thật. Ảo thực sự. Rồi. Đóng băng rồi. Ủa con tôn quả đây, tôn sách có bị đóng băng không? Có này. Đấy, nó bị đóng băng nó vẫn nộ được đấy. Anh em thấy không? Nó vẫn nộ được đấy, lâu lâu đấy. Từ đấy, rõ ràng nó bị đóng băng mà nó vẫn công nộ được đấy. Ảo chưa? Tôi chưa phân tích được, có thể là nó vẫn nộ được nhưng mà nó bị mất nội tại. Đấy. Nó bị mất nội tại cái đóng băng của bọn thần thú ấy đấy. Nhưng mà sao trận trước Trương Liêu cũng thế mà sao nó lại không nộ nhỉ? Ảo khó hiểu, khó hiểu thực sự. Bất lực. Kiểu mẹ nó bất lực luôn ý. Phun mẹ máu luôn. Đánh mẹ 10 đánh 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 nửa số dao rồi. Team bên kia nó vẫn phun máu. Không biết làm thế nào luôn, team thủ nó đuối ra màn ạ. Thề. Không biết làm sao. Ôi, chán rồi mấy ông mẹ đam mê với thủ quốc dã man. Không
không biết có một cái bài nào cả. Không biết xử lý như nào cho nó gọi là mẹ, giờ mẹ phải làm sao rồi mẹ build đội hình của nó đây. Khó dã man khó ạ. Bế tắc thực sự. Mẹ ngày xưa chơi game mẹ nhắc đến Dam rồi mẹ phải nhắc đến Kim Thủ. Ừ. Một những team chuyên dùng để đám bot thì em biết ở luật đam nó mang lại nhiều như nào. Bây giờ nó đuối quá. Cái bài sắp đấy là lúc đầu tôi sắp nhiều ông chưa gì đã vào thì mạnh đánh giá Chu à, Triệu Vân số 1, Chu Du số 2 rồi. Chết. Chưa test các ông đã đánh giá vội quá. Đấy các ông thấy không? Có con số 1 của các ông đấy. Chẳng theo chịu được. Chỉ được cái kỹ năng dài thôi. Đùa chứ dịch mệnh cứ đâm thôi mà nó không vào một tí sát thương nào luôn ấy. Không có cách nào mà làm cho nó gây thêm nhiều sát thương lên. Chọc không mất máu ạ. Ui ôi, quả đầm đau thế. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Mười hai dao rồi, 12 dao và thủy kính, còn 1/3 cây máu, thủy kính chết là sao? Hết, không còn cái gì cứu được nữa. Đấy, vẫn nộ được các bạn, vẫn nộ được. Vẫn nộ được. Nhưng mà mất nội tại. Nhưng mà mất toàn bộ nội tại luôn. Đủ nộ là vẫn vẫn nộ được, nhưng mà mất sạch nội tại, không lên được cái tí nội tại nào cả. Không có một chút gì khống chế lên lên người hết. Như vậy ông ta thôi, anh em Việt Nam không cần phải dịch đâu, tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Nói chung là nó vẫn cho phép nộ, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao trận trước Trương Liêu lại không nộ. Đây, Trương Liêu nó đang bị khóa cái gì khác mà mình không để ý nhỉ? Nam Hoa sắp đi rồi. À, quên Thủy Kính chứ, bị kép của Nam Hoa. Thủy Kính chết là xong. Không còn thằng nào mà gọi là bút nữa. Mấy con tướng đằng, đằng sau đuối dần đi thôi mà, đuối dần đi thôi mà. Ủa? Vẫn có mù kìa. Ủa, thế là thế nào nhỉ? Có mù này. Có lẽ anh em có để ý có cái hình như là có mù lên người của con Lữ Đình Khởi không? 14 dao. 14 dao rồi. Căng lắm là đến mẹ giao 16 17 là xong thôi, mất thủy kính rồi là chịu. Gì là chết. Lâu thực sự ạ. À, mẹ xem mấy ông top này. Chỉ nên xem đúng một trận thôi các bạn, chỉ là xem đúng một trận thôi, đừng xem nhiều hơn, xem nhiều hơn mất thời gian lắm, đánh lâu vãi đái ra. X6 ở đây này, X6 rồi, toàn cái cụ toàn đưa với mẹ giao nó gần gần kết ấy. Lâu thế chứ đau.
Mẹ xếp quả con ấy đóng băng trước khi con kia bút hồi máu, mẹ nghe hợp lý thế nhở, xếp quả thần thú mẹ đúng bài ra mà. Dính, ok, vẫn chưa gây được sát thương luôn. Ôi lâu thế các bạn ơi, mẹ em trận trận đấu mệt thế à? Tôi có thể bỏ qua để xem mẹ kết kết thúc trận này là sao cho bao nhiêu được không? Mẹ, nhìn trận đấu mẹ toát mồ hôi đã man. Đam toàn vào hư không. Cày thế. Điêu mẹ nó bực. Mười bảy dao. Ôi, thần thú ra đi bạn. À quên, pet ra đi. Ồ chết rồi. Rồi. Bây giờ thì trời cứu bạn rồi, bạn Vân ơi. Bây giờ thì trời cứu. Bây giờ thì ai cứu nữa? Mày còn cái gì chống chịu nữa không? Thế nhở, thôi cố đằng nào cũng xem, tôi cố gắng xem nốt vậy cho đến cuối cùng luôn. Mẹ 17 dao vẫn chưa chết ạ. À, 18 chắc là đến dao thứ 18 thôi chứ cũng không cố hơn nữa đó. Chết rồi, may quá, hạnh phúc thực sự. Ok, đó là trận hai trận bán kết ở nói chung là bán kết của OMG Ba Quy, tôi nói như vậy để cho anh em dễ hình dung. Khá là thú vị, một team Ngô khá là cứng. Tôi nghĩ ở trận chung kết sẽ có lẽ sẽ phải đẩy đến tận những cái dao cuối cùng cũng như thế này, và chắc là mình cũng chỉ sâu một trận thôi nếu như có ông nào đó thắng thông, còn nếu như có trận thắng trận thua thì mình sẽ sâu đầy đủ cho mọi người sau. Ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.